Xin chào các bạn, mình là Phương Nguyễn, hiện đang là admin của nhóm hỗ trợ quảng cáo Facebook tại Việt Nam. Hôm nay, mình rất vinh dự là cầu nối cho các bạn trong buổi hỏi đáp trực tuyến về targeting, cách nhắm đối tượng cho quảng cáo Facebook. Tham gia buổi hỏi đáp ngày hôm nay, mình xin trân trọng giới thiệu chị Kim Long, hiện đang là chuyên gia về dịch vụ quảng cáo Facebook cho thị trường Việt Nam. Xin chào Kim Long, bạn có thể giới thiệu đôi lời về bản thân mình cho các bạn đang theo dõi được không? Chào mọi người, mình tên là Kim Long. Hiện nay mình đang phụ trách hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng dịch vụ Facebook hôm nay mình rất vui có mặt trong chương trình hôm nay và hy vọng là có thể giúp giải đáp những cái câu hỏi thường gặp về cách nhắm đối tượng của mọi người cảm ơn Kim Long à, và cũng không để cho các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì mình xin bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đặng Hoàng cho mình hỏi gom quá nhiều sở thích vào một quảng cáo thì có dẫn tới nguy cơ bị khóa quảng cáo không chào bạn Hoàng rất vui trả lời bạn là không bạn sẽ không bị khóa tài khoản hay là hô, vô hiệu hóa quảng cáo về bởi vì uh, nhắm tới nhiều sở thích cùng một lúc đâu tuy nhiên thì mình có một số lưu ý uh, như sau nếu bạn chọn nhiều sở thích cùng một lúc thì sẽ hạn chế số người tiếp cận thứ hai nữa là các sở thích mà bạn chọn thì phải liên quan đến nhau ví dụ như bạn đang nhắm tới những người quan tâm đến spa thì các sở thích mà bạn có thể chọn uh, sẽ là spa hoặc là làm đẹp chứ không nên là spa hoặc là cùng với xe máy điện tử cảm ơn Kim Long và câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Thành Nam à, mình có thể nhắm lại hay là loại trừ những người đã từng tương tác với các bài đăng trên trang không chào Thành Nam à, rất cảm ơn câu hỏi của bạn và thời điểm này thì Facebook vẫn chưa có chức năng nhắm lại những người đã tham gia tương tác với bài viết trên trang tuy nhiên mình à, mình rất là cảm ơn và ghi nhận cái góp ý này của bạn mình sẽ chuyển lời đến bộ phận kỹ thuật của Facebook cảm ơn Kim Long và câu hỏi tiếp theo Uh, là của bạn Ngọc Thuận nhiều quảng cáo chạy cùng một lúc vậy thì quảng cáo của mình có bị tiếp thị lại cho cùng một đối tượng hay không? Chào bạn Thuận Facebook có đặt ra một số giới hạn cho việc hiển thị quảng cáo đến người dùng um, cái giới hạn hiện nay á là quảng cáo chỉ được hiển thị 4 lần cho fan của một trang và hai lần đối với những người không phải là fan của trang um, Kim Long cho mình hỏi là tại sao lại uh, Facebook lại đặt ra cái giới hạn như vậy được không? Ừ. Cảm ơn câu hỏi của Phương ha um, để đối với uh mình hiện tại thì Facebook có cái giới hạn như vậy bởi vì đối với nhà quảng cáo thì không có ai muốn phân phối quảng cáo nhiều lần cho cùng một người trong cùng một ngày đúng không và thứ hai nữa là đối với người dùng thì nếu phải họ phải xem quảng cáo nhiều lần cùng một cái quảng cáo trong một ngày thì cũng không phải là trải nghiệm vui cho lắm Đúng rồi, mình cũng nhớ là những lần mà nhận được quá nhiều quảng cáo trong ngày thì cũng cảm thấy khá là khó chịu. Vậy thì Kim Long có uh, gợi ý nào cho các bạn là cái cách mà để chỉ có tiếp cận là một người thì có thể nhìn thấy quảng cáo một lần duy nhất trong ngày không? À, thì hiện tại là trên Facebook là mình đã có cái tính năng đó rồi đó phương. Bạn có thể sử dụng tối ưu hóa cho số người tiếp cận khác nhau hàng ngày. À, Phương có thể mở giúp mình cái màn hình lên không? Ồ, trên cái màn hình này thì khi mà bạn um, tạo quảng cáo, bạn sẽ chọn tối ưu hóa cho số người tiếp cận khác nhau hàng ngày. Nếu mà bạn chọn như vậy thì hệ thống của mình sẽ hiểu là uh, chỉ phân phối quảng cáo đến một uh, đến mọi người tối đa một lần một ngày thôi. à Cảm ơn Kim Long. À, câu hỏi tiếp theo của bạn Tràng Tuấn hỏi rằng Facebook hỗ trợ nhắm mục tiêu khách hàng theo sở thích và hành vi. Vậy thì dữ liệu này Facebook lấy ở đâu? À, chúng tôi lấy thông tin này từ các mối quan tâm mà người dùng liệt kê ra cũng như là các hoạt động nè các giáo dục chức danh công việc mà họ để trên facebook ngoài ra các trang họ thích hay nhóm người mà họ quan tâm và theo dõi cũng là những chúng tôi lấy thông tin từ đây à vậy chính là những cái thông tin mà mình để vào cái phần tiểu sử của bản thân hay là những cái hoạt động những cái trang mà mình bấm thích ở trên facebook là sẽ được đều dùng làm dữ liệu để cho facebook marketing sau này đúng không đúng rồi đó phương cảm ơn Kim Long à, tiếp theo là một câu hỏi rất là uh, khá phổ biến của các nhà quảng cáo đang sử dụng đối tượng tùy chỉnh tại Việt Nam à, câu hỏi này đến từ bạn Tràng An, bạn Khương An à, giải pháp nào khi Facebook không cho upload UID và Facebook email cho đối tượng tùy chỉnh à, thì trước khi vào câu trả lời thì Kim Long có thể chia sẻ cho mình và các bạn biết là tại sao Facebook lại không cho phép uh, upload UID cũng như là Facebook email cho các đối tượng uh, cho các đối tượng tùy chỉnh được không ạ cảm ơn bạn An vì câu hỏi rất là nóng của bạn. Bây giờ mình uh, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì chắc là mình trả lời của câu hỏi của Phương trước ha. Ừ. Um, cái việc mà sử dụng lan các công cụ hỗ trợ quét thông tin người dùng hàng loạt uh, như hồi trước chính là nguyên nhân mà Facebook đưa ra quyết định trên. Ừ. Tại vì tại Facebook chúng tôi trân trọng các nhu uh, các nhu cầu bảo mật của người dùng và vì vậy các các biện pháp mà lấy thông tin không có sự cho phép của người dùng Facebook thì chắc chắn là không được sử dụng. Ừ. Um, để mà uh, các giải pháp mà các bạn có thể xem xét thì bao gồm một vài giải pháp sau Thứ nhất là các bạn có thể dành thời gian xây dựng cái database với email thật của khách hàng Thông qua nhiều kênh như là landing page hoặc là thu thập email từ nơi khác Thứ hai nữa là bạn có thể tìm hiểu và thực hành cái cách nhắm đối tượng theo sở thích Ví dụ như đối tượng có mục tiêu sở thích về một trang cụ thể nào đó Thứ ba nữa là bạn có thể lên kế hoạch làm một cái ứng dụng để thu hút khách hàng mục tiêu đó cũng là một cái ý tưởng không có tồi Facebook vẫn tiếp tục hỗ trợ tạo đối tượng tùy chỉnh cho những người dùng tương tác với lại ứng dụng của bạn nên nếu bạn đầu tư thời gian để lên một ý tưởng thật tốt rồi tìm một đơn vị uy tín để giúp bạn viết cái ứng dụng đó thì bạn có thể giới thiệu rộng rãi để thu hút khách hàng tiềm năng sau này Cảm ơn Kim Long vì chia sẻ của bạn à, và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Hải Trương Facebook target mục tiêu người dùng smartphone theo thương hiệu ví dụ như là điện thoại Samsung, điện thoại Apple như thế nào? Dạ, ừ. à, bạn Hải Trương, bạn có thể sử dụng mục đề xuất trong phần sở thích để tìm kiếm những cái từ khóa liên quan đến chủ đề cụ thể à, hay là mình à, nhờ bạn Phương mở dùm mình cái màn hình ha. Ok, như bạn đã nói là bạn muốn nhắm đến những cái đối tượng có iPhone hoặc là Samsung đúng không ạ? À, thì bạn vào phần sở thích, bạn chọn phần công nghệ sau đó là điện tử học dân dụng và sau đó là điện thoại thông minh. Khi mà bạn nhập vào cái um, từ khóa tiếp theo là iPhone thì bạn có thể nhìn phía bên tay phải là bạn có thấy cái mục đề xuất. Nếu mà bạn nhấp vào mục đề xuất thì tất cả những cái từ khóa liên quan đến iPhone sẽ um, uh, hiển thị trên màn hình. Ừ. Yeah. Đó là lý do đó là cách mà bạn có thể uh, nhắm đến những mục tiêu này. À, cảm ơn Kim Long ở trên nhóm của mình thì cũng có một vài bạn là có cái câu hỏi là mình đang kinh doanh uh, bao điện thoại cái uh, vỏ ốp lưng điện thoại uh, và có cái điện thoại đấy là iphone 6 hay là samsung s 6 thì làm cách nào để mình nhắm tới các đối tượng này một cách chính xác nhất thì đây cũng là các cách mà các bạn nên tham khảo chúng ta xin sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bạn Tú Nguyễn làm cách nào có thể target đúng theo quận huyện của một thành phố ạ à? chào yeah, bạn Tú Hiện nay Facebook đã bổ sung tính năng thả pin nhằm giúp các bạn nhắm tìm được các khách hàng ở các thị trường mà không không có dùng cái zip code hoặc là mã vùng địa chỉ như là Việt Nam mình. Bạn có thể cải thiện được độ chính xác của vị trí bằng cách thả pin trước, sau đó mình mới chỉnh ranh giới cái vòng ngoài như là hình ảnh trên màn hình sau các bạn lưu ý là mình sẽ phải thả pin vào trước vào cái bản đồ trước khi mà mình uh, tùy chỉnh ranh giới vòng ngoài nhé không làm ngược lại vì vì uh, nếu như vậy thì các bạn sẽ không thể nào uh, chỉnh ranh giới vòng ngoài được chúng ta sẽ chuyển đến câu hỏi tiếp theo của bạn huy bảo trong mục target theo địa điểm ví dụ như là target hà nội với bán kính là 0 km thì facebook sẽ hiểu như thế nào cảm ơn câu hỏi của bạn Huy Bảo bên Facebook có hệ thống để xác định trung tâm của thành phố nên ví dụ như là nếu mà bạn chọn Hà Nội thì trung tâm sẽ là khu vực Hồ Gươm còn nếu mà bạn chọn Thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm sẽ là khu vực quận 1, chợ Bến Thành cảm ơn Kim Long à, một câu hỏi khác nữa của bạn Huy Bảo đó là target theo địa điểm có một người tại địa điểm này và sống tại địa điểm này thì Facebook căn cứ điều gì căn cứ vào điều gì để đánh giá ra các thông số này Ừ, cảm ơn câu hỏi thứ hai của bạn huy bảo ha à, facebook sử dụng thông tin từ nhiều nguồn như là um, thành phố hiện tại từ được chia sẻ trên trang cá nhân của bạn um, địa chỉ ip cũng như là dữ liệu từ thiết bị di động nếu mà bạn bật cái dịch vụ định vị lên à, ngoài ra thì còn tổng hợp thêm thông tin về uh, vị trí của bạn bè của bạn nữa À, vậy chính là nếu như mà mình đến một cái cửa hàng, một cái nhà hàng ăn xong mình check in thì cũng là một cách để Facebook uh, thu thập cái thông tin về 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 dữ liệu địa chỉ của mình đúng không? đúng rồi đó Phương. À, cảm ơn Kim Long và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng từ bạn Nguyên Lộc. À, có cách nào để cho mình uh, lấy tập khách hàng của một fanpage khác nhưng cũng cùng kinh doanh trong cùng lĩnh vực đó và sau đó là chạy ads uh, nhắm vào cái nhóm đối tượng đó không ạ? À? Chào bạn Lộc. À, với các trang mà có hơn 100.000 thành viên á thì Facebook sẽ cho phép hiển thị tên của trang đó vào vào cái mục sở thích tuy nhiên là rất mình rất là tiếc là bạn không thể nhắm tới những người uh, đang thích trang này uh, được bởi vì sao bởi vì chức năng này á chỉ dành cho quản trị viên của trang đó để phân phối quảng cáo đến những cái người mà thích cái trang của họ mà thôi chứ người ngoài thì không có thể làm được vâng ừ, cảm ơn Kim Long uh... Các bạn ơi, đây chỉ là một số trong rất nhiều các câu hỏi mình nhận được trong tuần trước. Do thời gian có hạn, mình đã lựa chọn một vài câu hỏi nổi trội nhất và trả lời ngay tại đây. Nếu như bạn còn các thắc mắc về cách nhắm đối tượng thì các bạn có thể hỏi Kim Long cũng như mình và các bạn khác uh, trong nhóm hỗ trợ uh, vào lúc 6 giờ tối nay, ngày ha, ngày thứ ba 22 tháng 9. Xin chân thành cảm ơn cả, xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia. Hẹn gặp lại các bạn thật sớm nhé.